Chào các bạn, thì bình thường các bạn, như các bạn đã biết thì văn là một bộ môn mà không phải ai cũng thích. Nhưng thật sự thì gần những năm gần đây, theo cái quy chế mới thì chúng ta thi toán văn Anh là 3 môn bắt buộc, kể cả tốt nghiệp hay thi khối D. Và cái môn văn là môn mà có thể nói là nhiều bạn nam học cũng không tốt. Cũng giống như là các bạn, đặc biệt là các bạn thi khối A và các khối khác không có môn văn, nhưng các bạn vẫn phải thi văn để tốt nghiệp. Vậy thì anh ở đây là để giúp các bạn học thật tốt một bộ môn này. Như chúng ta đã biết thì trong kết cấu của một bài thi đại học, môn văn sẽ có thường có khoảng 3 phần. Thứ nhất là đọc hiểu, thứ hai là phần nghị luận xã hội và thứ ba là phần nghị luận văn học. Thì mỗi một cái chủ đề như vậy thì chúng ta sẽ có những cái thang điểm khác nhau. Như ở phần đọc hiểu các bạn có 3 điểm, ở phần nghị luận xã hội chúng ta có 3 điểm và ở phần nghị luận văn học chúng ta có 4 điểm. Và để cho các bạn học tốt hơn một môn này thì anh sẽ chỉ cho các bạn một số mẹo để học hiệu quả hơn. Ví dụ như trước tiên chúng ta đến với phần đọc hiểu. Phần đọc hiểu của các bạn là chiếm đến 3 điểm. Có một số khi các bạn học ở trường, các bạn nhận thấy là nhiều khi giáo viên các bạn tập trung phần lớn về phần nghị luận văn học. Các bạn được học rất nhiều thơ, các bạn được học rất nhiều văn. Tuy nhiên đến khi đi thi thì cái phần các bạn hay mất điểm nhất lại là phần đọc hiểu. Phần đọc hiểu thì sẽ là đánh giá năng lực của các bạn. Không cần các bạn phải học quá kỹ về mặt nghị luận văn bản, nghị luận văn học, mà chúng ta chủ yếu là vì về ngữ pháp. Và mỗi một câu chiếm từ 0.25 đến 0.5 điểm. Và nếu như các bạn được chắc phần này, nếu như các bạn được chắc phần đọc hiểu và chắc phần nghị luận xã hội thì các bạn sẽ đã được 6 điểm rồi, đúng không nào? Đấy. Thì trước tiên hôm nay anh sẽ giúp cho các bạn học tốt về một chủ đề. Đó là giúp cho các bạn học tốt về phần tìm thao tác lập luận trong một văn bản. Làm sao để có thể phân biệt được các thao tác lập luận với nhau. Như chúng ta biết thì ở trường các bạn được học thì thao tác lập luận sẽ thường có 6 thao tác lập luận. Thứ nhất đó là giải thích, thứ hai đó là phân tích, thứ ba đó là chứng minh, thứ tư đó là bình luận, thứ năm đó là so sánh và thứ sáu là bác bỏ. Khi bây giờ anh hỏi các bạn về 6 thao tác lập luận này, thường thì các bạn lại không nhớ chính xác về 6 thao tác lập luận này. Các bạn chỉ nhớ mang máng, nhớ mơ hồ và nhiều khi là thậm chí là không nhớ được đầy đủ cả 6 đáp án này, đúng không nào? Vậy thì để học tốt cái này, trước tiên chúng ta phải nhớ đủ 6 đáp án: giải thích, phân tích, chứng minh, bình luận, so sánh và bác bỏ. Cái người ra đề sẽ cho các bạn là một đoạn văn, sau đó người ta hỏi là trong đoạn văn trên sử dụng thao tác lập luận nào. Và nhiều khi chúng ta không nhớ được đủ đáp án. Và chúng ta cũng không biết là khi nào thì tại sao, khi nào là chứng minh, khi nào là giải thích, khi nào là phân tích và khi nào là bình luận, đúng không nào? Đấy, bởi vậy là anh sẽ dạy cho các bạn cái cách để các bạn nhìn rõ nhất, nhìn tốt nhất và nhìn nhanh nhất ra thao tác lập luận để không mất thời gian, để chúng ta có nhiều thời gian hơn để viết vào phần nghị luận văn học và phần nghị luận xã hội. Như chúng ta đã biết thì ở thao tác lập luận thứ nhất đó là thao tác lập luận giải thích, để không bị nhầm các đáp án với nhau, để đưa ra đáp án hiệu quả nhất. Và chúng ta có một cái không cần, chúng ta chỉ cần một cái câu trả lời ngắn gọn, xúc tích nhất. Ví dụ người ta hỏi thao tác lập luận gì, các bạn có thể trả lời được ngay là phân tích hay bình luận hay so sánh hay bác bỏ. Vậy làm thế nào để làm được như vậy? Cách làm như sau. Đó là chúng ta nắm vững được khái niệm, và làm sao chúng ta tự nghĩ ra một cái ví dụ cụ thể nhất, gần gũi nhất, vui nhất để các bạn nhớ được tốt hơn. Ví dụ như ở thao tác lập luận giải thích, khi nào chúng ta phải giải thích? Khi chúng ta bị hiểu nhầm, đúng không nào? Chúng ta bị hiểu nhầm thì chúng ta rất hay phải giải thích. Vậy giải thích là gì? Giải thích là việc các bạn đưa ra những cái lý lẽ của các bạn để làm sao giúp cho người nghe và người đọc hiểu được câu chuyện theo cách của mình. Ví dụ như là một người bạn có thể gọi cho mình: alo, mày đang ở đâu ấy? Alo, mày có thể người ta sẽ gọi điện cho các bạn, đúng không nào? Nhưng mà có thể chúng ta bận một cái gì đó, và người bạn này đã không nói chuyện được với chúng ta. Người ta sẽ nghĩ gì? Người ta sẽ nghĩ là thằng này đi đâu ấy nhỉ? Thằng này chảnh ấy nhỉ? Nó không để nói chuyện với mình à? Hay nó không hài lòng mình cái gì? Hay giờ này nó đi với thằng nào hay đi với con nào rồi? Đúng không? Thường là như vậy. Nhưng giải thích là gì? Giải thích là việc khi các chúng ta gọi điện lại cho người bạn của mình: alo mày à? Tao vừa đi tắm xong. Tao mày kỳ nách quá, tao không gọi điện cho mày.
Thì đấy là gì? Đấy là thao tác lập luận giải thích. Giải thích có nghĩa là việc em sử dụng lý lẽ của bản thân để giúp cho người đọc và người nghe hiểu câu chuyện theo cách của mình. Đó là thao tác lập luận thứ nhất, thao tác lập luận giải thích. Thứ hai, đó là thao tác lập luận phân tích. Thao tác lập luận phân tích là gì? Là việc các bạn chia nhỏ đối tượng để từ đó đi sâu vào các mặt của vấn đề. Đúng nào? Nghe khái niệm thì chúng ta có vẻ thấy là sao mà nó khó nhớ đấy nhỉ? Có liệu có phần phải nhớ không? Thì cách các bạn nhớ ấy, các bạn sẽ thấy thế này hiệu quả hơn này. Nếu như các bạn nói về thao tác luận, làm nào để biết là đó là thao tác luận phân tích? Rất giống với việc các bạn quen một người bạn mới. Đúng không? Chúng ta quen một người bạn mới thì chúng ta sẽ để ý vào những gì? Đó là gì? Ngoại hình, rồi tính cách, rồi bản chất, rồi hoàn cảnh, rồi mình sẽ chơi với người này ở mức độ như nào? Đúng nào? Bạn kia có xinh không? Có người có đẹp không? Đúng nào? Rồi có biết chơi thể thao không? Có biết chơi đàn không? Có biết quay phim không? Đúng nào? Có biết học có tốt không? Và mình chơi với bạn này mình sẽ học được những gì? Thì đấy là phân tích. Phân tích là việc các bạn chia nhỏ đối tượng ra để đi sâu vào từng mặt của vấn đề. Thứ ba, đó là thao tác lập luận chứng minh. Chứng minh là gì? Chứng minh là việc các bạn đưa ra dẫn chứng để từ đó các bạn khẳng định điều mình muốn nói là đúng. Đấy là thao tác lập luận chứng minh. Và ở đây các bạn sẽ nhận thấy là đã là bất cứ ai thì chúng ta cũng đều có tính nói xấu. Và việc nói xấu thì rất giống với việc các bạn là học thao tác lập luận chứng minh. Thao tác lập luận chứng minh là như vậy. Thao tác lập luận chứng minh là các bạn đưa ra dẫn chứng. Đúng nào? Vậy các bạn đã biết nói xấu chưa? Các bạn đã biết nói xấu chưa? Nói xấu nghĩa là gì? Nói xấu là việc các bạn chỉ trích một người nào đó. Nói về người đó về những thói hư tật xấu của họ. Đúng nào? Và đấy là việc mà chúng ta bắt gặp hàng ngày thường xuyên. Vậy làm sao để nói xấu được? Vậy chúng ta phải nói là gì? Ví dụ bạn A đối với tao không tốt. Nó là bạn thân của tao. Nó mua một lọ keo 60.000 nó bán cho tao 180. Đấy là bạn thân. Đấy, thì có phải là bạn đã chỉ ra được rằng người bạn đấy của bạn là có một cái gì đó khá là tư lợi trong việc chơi với các bạn không? Đúng nào? Thì đó là thao tác lập luận chứng minh. Chứng minh là việc em đưa ra dẫn chứng để từ đó giúp cho người đọc và người nghe hiểu về điều mình đang muốn khẳng định, để chứng minh điều đó, làm sáng tỏ điều đó. Giải thích, phân tích và chứng minh đều có khả năng làm sáng tỏ. Tuy nhiên chúng ta nên nhớ kỹ về khái niệm của chứng minh để từ đó ta phân biệt được gì giữa chứng minh và giải thích. Nếu như giải thích là đưa ra lý lẽ thì chứng minh là cái việc các bạn đưa ra dẫn chứng cụ thể. Vừa rồi là anh đã nói với các bạn về ba thao tác lập luận, đó là giải thích, phân tích và chứng minh. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại ở số sau để chúng ta nói tiếp về thao tác lập luận, bình luận, so sánh và bác bỏ.